Anh thương thật lòng mà. Thôi lỗi cho anh đi. Anh ta lỗi cho anh mà. Không. Anh đứng lên nè, nè. Có gì từ từ chị nói chuyện với ta là mình mà quỳ vậy hả? Đứng lên. Bây giờ tức quá thì tôi để tôi tự sát tôi chết. Ê, cái gì? Ê, mình ở đây, mình đánh. Không, không, giữ, giữ. Thế anh lên đánh này nè. Bây giờ anh cất cái dao đi. Rồi từ từ mình nói chuyện. Từ từ giải quyết. Thanh niên trai tráng mà kỳ ấy. Để cứ ngồi bình thường bây giờ cất nha. Nhà thì giờ xa quá, đi qua đây xa quá. Bây giờ sao, bọn em qua đây nhờ chuyện gì thì nói đi. Dạ, em nhờ anh giúp giùm em một việc là giúp em chia tay thằng Bùi em biết. Chia tay thằng Bùi là sao? Tại nó suốt ngày nó cứ làm phiền ngoài à. Ủa thì nếu mà nó... Em muốn chia tay mà nó không muốn cái suốt ngày kia quỳ lại đồ đủ thứ em không chịu được. Tại sao chia tay ta? Anh ấy vẫn thương em vậy thì cái lý do gì để em chia tay chứ? Đó bị ngồi nhìn thấy vậy thôi chứ thật ra nó là một giang hồ ấy. Mà nó luôn bảo kê các con gái á. Rồi sau khi chị quen được mà giờ chị đòi chia tay là sao? Tại em thấy nó... Bây giờ nhìn thấy nó giống như là nó chơi đùa nhiều quá, nhìn nó ngáo ngáo. Em thấy sợ. Thì kêu nó bỏ đi thôi chứ tự nhiên quen cái kiểu tự nhiên. Cái gì cũng khó ăn quá nhiên. Em sợ nó nhiều lúc nó đi nó lên cơn nó đánh em sao anh? Nhưng mà biết là vậy nhưng mà tự nhiên cái qua nhờ qua chia tay bố thì chia tay thì mình kêu nhắn tin anh ơi em không quen anh nữa được rồi. Mà em nói rồi nó không chịu. Cái ngày nào cũng qua bên đây trong khi đời ba mẹ em không muốn cho quen nữa. Ý của em là nó lị đúng không? Dạ. Nó lị, nó qua, nó quỳ, nó gian xin thằng lị phải không? Dạ. À, gian mòn lị vậy ta. Rồi mục đích là nhờ qua để chia tay. Dạ, hiểu biết giùm em đó. Chứ ngày nào ông tới làm phiền. Cái này hơi khó, ông làm một cái đấy. Hiểu chung á. Gian hồ á. Gian hồ. Kiểu là thằng cái khẩn bộ rồi thì em có thể dặn xếp rồi sao nhưng mà nó chia tay mình. Chỉ vì là chị nghi ngờ nó có chơi đá giang hồ bỏ phê mà chị muốn chia tay đó thôi. Dạ. Ba mẹ không cho quen được hay sao? Dạ ba mẹ em không cho quen. Hay là chị không muốn quen? Ba mẹ em không quen. Cả hai nhỉ? Ok. Với lại em giờ cũng ngán nó rồi. Ngán? Ngày nào cũng tới làm phiền ngán nó tặng của anh ơi. Và mà hồi xưa chị quen nó, chị quen anh đó là chị có biết ảnh là giang hồ không? Phê giang hồ là gì không? Mới lúc đầu thì chưa biết sao cái ảnh theo bạn vào trong giang hồ đó. Rồi anh kia giới thiệu là đi làm bảo kê ở mấy cái quán cà phê tròi này kia với lại quán mấy quán mà cà phê đang mời đi vô uống ly cà phê 150 150 200 này kia đúng không? Mà có lăng nhăng rồi gì không? Em muốn chia tay mà anh không có chịu. Cái đó, ngày nào cũng... Thôi cho ông kêu qua đây đi. Kêu ông qua đây. Nếu vậy thì chị cứ gọi cho anh qua thôi. Anh rồi chị dành cho chuyện rồi đó. Em mới dành tính ra thì dành xem trên cái này. Anh khó thiệt luôn á. Gọi cho ông qua đi. Gọi cho ông qua nói chuyện đi. Nên cũng có chút. Cái này thì qua ông nói chuyện qua sang lại cho chút thì cũng giúp được sao. Nghe hộ đó. Alo. Anh rảnh không? Qua đây em có chuyện nói với anh nè. Ừ. Dạ, tí anh tới rồi. Căng á. Không, tí nữa ông tới thì anh em mình nghĩ là tụi anh sẽ né một tí. Dạ. Cho hai anh cho chị với anh kia nói chuyện với nhau để tụi anh coi thử là ý là lùi như thế nào rồi như thế nào đó chứ tự nhiên bảo chia tay hơi khó xong qua nói chuyện với lại nói chuyện thì có anh cho là chị nó thêm nó bớt tội người ta sao không? Bọn em không biết cái cách sao mà giải quyết về vấn đề đó được. Trước mắt là vô là chị cứ trình bày chia tay những chia tay nghĩ giờ như là chị nói hết cho anh mà lỡ như anh nói đi đòi chia tay mà lỡ đi đòi đánh em rồi giết em sao? Tụi em đi mà đứng một bên đá đúp ra ngoài có gì là tụi chạy liền. Em suy nghĩ cho kỹ nha, quen nhau lâu chưa? Dạ lâu. Được 20 năm chưa? Được 2 năm. 2 năm rồi. Lý do vì sao lại chia tay? Giờ anh sợ. Anh thấy sợ đàn bà đó. Nhưng mà không sao. Nói chung cứ qua đây là tụi anh đứng ngay cho nha. Ok. Ok, anh ra nhận ghế vô không ạ?
Xin nghĩ lại. Dụ thay dụ bà nào hỏi đây. Nhanh. Anh vô trong này được không? Dạ, anh vào trong. Nhưng mà gần qua chưa? Dạ, đang gần qua đúng không? Dạ. Gần rồi, ok, về. Dạ, bye bye, đến là qua tiếp. Sắm tất cả đồ này nọ cho nó đầy đủ hết chứ không phải là không, mà tại vì bây giờ đòi chia tay em tức quá không biết gì sao luôn. Bây giờ nè, hồi nãy chị cũng có nói sơ cho em nghe rồi, thì trong câu chuyện thì em biết là chị kể thì em cũng cảm nhận được là anh thương chị nhiều, nhưng mà chị nói là anh bảo kê giang hồ rồi chị đó chơi có chơi hài chơi đá cho chị sợ. Thì em ok á, đồng ý em đi theo mấy anh lớn á là ok những cái quán mà dạng như quán cà phê gái thôi, chứ em thật sự em rất là đàng hoàng, chứ đâu phải là em như những người khác mà ở cái bảo kê mà đem ra đâm chém rồi này họ đâu. Chị Diễn. Ê, bình tĩnh đó, bình tĩnh. Không không, giữ cho. Anh bình tĩnh lại nè. Bây giờ anh cất cái dao đi. Rồi từ từ mình nói chuyện. Từ từ giải quyết. Thanh niên trai tráng mà kỳ đấy. Cứ ngồi bình thường cho mình cất nha. Thôi đưa đây em, cất dao. Lấy dụng lên. Cất nha, cất dao nha. Không có làm gì nha. Đâu đủ sẵn dao rồi. Nói chung mấy ngày nay là ngồi chia tay với tôi buồn, tôi suy nghĩ rất là nhiều rồi. Tôi không hiểu lý do tại sao mà lại chia tay như vậy nữa. Từ cái lúc mà tôi bước chân lên đây tôi đi làm á, là bao nhiêu tiền bạc đồ này nọ của cái đồ của tôi á, là tôi sắm cho đầy đủ hết. Hôm nay tới ngày hôm nay khang trang như vậy, rồi xong muốn đập đổ tôi bỏ đi quen người khác.
Làm mấy bữa giờ là làm bao nhiêu tiền anh cứ lo bao nhiêu tiền là em lo tắt tần tật cho cô ta bất cứ những món gì là cô ta muốn. Mà lo vậy rồi sao chị cũng thương mà thì là vậy tụi người ta. Dạ, nói vậy có đúng không chị? Thì bây giờ chị có lý do gì chị cứ nói đi. Thật sự là tôi sợ ảnh, tại em là bảo kem mà nhiều lúc ảnh mà nóng lên ảnh giết tôi nào không hay. Nhìn ảnh bây giờ tôi sợ lắm. Bây giờ sợ thì không phải chết, chết chung. Cái gì nữa? Ê! Mày nói con da! Anh buồn con da! Nói con cho nó chết! Rồi! Dừng lại! Ôm bây giờ! Ôm lại! Lấy! Lấy chào luôn! Tỉnh rồi! Thôi được, được. Đừng quấn nha, đừng quấn nha. Đừng quấn nha. Ngồi dậy đi. Tôi nói bình tĩnh để anh em mình nói chuyện, anh làm cái gì vậy? Cho ngồi dậy đi, cho ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên coi. Tôi nói anh nè. Lấy ghế ngồi, lấy ghế ngồi. Nè. Cân dao, cân dao. Anh mà yêu cái lụy tình lại làm gì vậy? Anh bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh ngồi lên ghế ngồi nói chuyện đâu mà. Cứ bình tĩnh. Thanh niên trai tráng, gái thiếu gì mà sao lụy ghê vậy? Tôi nói thiệt, ông cần à? Tôi làm mai cho ông luôn. Thiếu gì mà ông phải làm vậy? Ngồi lên. Giữ dao chưa? Giữ dao, ai giữ dao chưa? Cắt rồi, cắt rồi, cắt rồi. Nó còn cái gì đâu. Ông làm vậy thì chỉ cần sợ ông thêm nữa có. Người của nó ngày hôm nay tôi mới biết. Tôi thương đó, thương thật lòng. Lại đối xử với tôi như vậy. Thôi bây giờ vậy nè. Bây giờ anh có làm cái gì đi nữa thì chị cũng biết mình nói rồi. Tôi nói thiệt luôn á. Anh cứ suy nghĩ đi. Ví dụ như anh chết á thì người khổ là ba mẹ anh, đúng không? Mà anh giết chị thì anh cũng đi tù. Cuối cùng ai khổ? Ba mình cũng khổ. Anh cũng lớn rồi mà, đúng không? Anh phải biết suy nghĩ chứ. Bây giờ bình tĩnh lại. Giờ đi nhậu với tôi không? Ra đi nhậu với tôi làm mai cho mấy con. Xả chết bữa đi. Ha, nhưng mà rửa với tôi. Chấm dứt luôn. Ok. Theo tôi nghĩ là không cần lại lại đâu. Hai người như vậy là tôi nói là cũng không xứng đáng với tôi nữa. Rồi bây giờ hai người nói chuyện gì nói cái này xong là anh em mình đi nhậu. Không còn nói gì đâu. Nói chung là nói nữa công an lùi tình quá. Lùi quá lùi trời lùi rồi thì em nói chị nghe này. May á là ông này có tụi em ở đây á. Chứ chị quen người ta 20 năm tự nhiên đùng cái gì dưới tay. Mà trong khi á 20 năm qua người ta lo mình. Cái áo cái quần người ta mua, người ta lo tiền, lo nước, lo hết mọi thứ. Chị bỏ dậy gặp thằng khác điên nó đâm thiệt, nó chết luôn như ở đó mà nói. Mình quen cho đồng hoàng, mình không quen được con người ta thôi chứ. Biết là mình ở trên này còn người ta ở quê lên. Ở quê nó có giá, ở quê thằng nào chẳng có cái từ tôn, cái từ đồng riêng. Với lại chị, giang hồ chứ đâu phải là ai cũng giang hồ là xấu đâu. Đúng rồi. Ông giang hồ bảo ghê gái mà cũng toàn quen chị không. Ông đâu có lăng nhăng ai đâu. Nhưng không mà không? Người ta làm có tiền về đưa cho chị, lo cho chị. Không, đó là em chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà chị... Tùy hai anh chị cứ nhắn tin với nhau. Nhưng mà mình nói anh nghe này. Mình không có tự sát, mình cũng không giết người. Mà làm gì mất được cái gì đâu. Mình mất cái bản thân, mình mất cái tương lai, mình được gì? Không con này con khác ngon hơn. Biết đâu ngày mai ra quen con kia ngon hơn là. Đúng rồi. Không có đó rõ ràng đâu, con nói thiệt. Đi rồi. Nhậu đi, cái đồ anh đi nhậu hai mấy anh em. Rồi bây giờ đi nhậu đây. Coi như là bữa nay tôi gặp anh thôi, cùng mình xa lại cho tôi bao anh đầu này. Ha. Đi nhậu. Rồi đi nhậu xong anh em mình nói chuyện nghe. Ngồi tiếp đâu. Ok. Ok. Đi nhậu đi. Thôi nhà chị nha. Rồi em về. Đó, mình coi thế nào, mình coi lần sau ví dụ như mình có quen ai, mình quen đoàn hoàng này kia, mình đừng mấy đụng chạm nhân hồ này kia, nó mình bị gì sao, đúng không? Thôi đi. Thôi đi.